Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Hình, toàn dân đoàn kết phòng chống dịch COVID-19. Những ngày qua, một số bà con ED ở xã Ea Chôn, huyện Sông Hình đã tự nguyện đóng góp số tiền 1 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 với mong muốn chia sẻ phần nào cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Mình thấy COVID-19 đây thấy cũng là phức tạp, anh em mình giúp đi giúp lại. Còn đây là công việc thường ngày của đội thanh niên xung kích tình nguyện huyện đoàn Sông Hình, kêu gọi và tiếp nhận hàng tài trợ, phân bổ thành từng món rồi mang đến trao cho người dân trong khu cách ly, vùng phong tỏa cũng như các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Trong cái đại dịch như thế này, mặc dù là hết sức khó khăn, cũng là hết sức nguy hiểm, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn với cái tinh thần là xung kích tình nguyện, làm việc hết mình, về trách nhiệm của thanh niên để đem đến những cái điều mà chung tay cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch để quyết tâm chiến thắng đại dịch này. Thực hiện công tác phòng chống dịch, đến nay huyện Sông Hình đã phong tỏa cách ly 5 khu dân cư với trên 400 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu. Bên cạnh đó, trên 270 người vẫn đang phải cách ly ở các cơ sở cách ly tập trung và hàng ngàn người đang cách ly y tế tại nhà. Đồng hành với những khó khăn của người dân nơi đây, đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ với tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng đẩy lùi dịch bệnh. Trên tinh thần đó thì mặt trận tiếp tục vận động tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, người lao động, người nhân dân, lực lượng vũ trang tiếp tục tham gia đóng góp từ đây có thể đến khi kết thúc của dịch trên địa bàn. Lào huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song tinh thần của các tầng lớp nhân dân huyện Sông Hình, Phú Yên đã và đang trở thành hậu phương vững chắc cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ, khích lệ người dân vùng dịch vượt qua khó khăn, sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, cuộc sống người dân địa phương.